Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là tuần 11. Bài hôm nay cái dạng bài là dạng là 5 đã trừ 5 là bằng 0 và 5 đã trừ cho 0 là bằng 5. Bài số 1. Làm theo mẫu. Chúng ta có 4 cái chấm chấm tròn, 4 cái hình tròn. Thì 4 ta trừ 4 có nghĩa là chúng ta có 4 nhưng mà chúng ta gạch hết 4 luôn. Như vậy có nghĩa là 4 ta trừ 4 là bằng 0. Rồi, ngay chỗ này chúng ta có 4 cái, 4 cái mà chúng ta không có gạch cái nào thì 4 ta trừ cho 0 cái gạch. Như vậy còn lại là 4. Tương tự bên này chúng ta xem này, 5 ta trừ 5. Và chúng ta có 1 2 3 4 5. 5 có hình tròn mà chúng ta trừ đi 5 có nghĩa ta gạch đi 5 cái luôn, được không? 5. Vậy là 5 trên 5 như vậy, còn cái nào không? Thấy rồi, không có cái nào hết. Vậy là bằng 0. 5 ta trừ cho 0, không gạch cái nào hết, như vậy và vẫn còn lại là 5 cái. Đó qua bài số 2. Viết cái phép tính thích hợp theo mẫu. 3 ta cộng cho 0 là bằng 3, 1 2 3. Cộng bên này không có cái nào hết. Vậy là 3 ta cộng 0 là bằng 3. Rồi ngược lại, ta lấy 0 ta cộng cho 3 cũng là vẫn là bằng 3. Từ cái này nó có tính trong phép cộng có tính chất giao hoán, có nghĩa ta đảo vị trí nó. Số 3 này lúc phép tính này thì đứng trước nhưng mà xuống đây đứng sau. Số 0 thì đứng sau nhưng bây giờ nó đứng trước. Như vậy nó tổng cũng nó không thay đổi. Rồi ta lấy là 3 ta trừ cho 3 cái này, như vậy chỗ này không có. Không có. Giờ ta lấy 3 mà ta trừ cho 0, như vậy được 3 bên này. Ta tương tự qua này. Vậy chúng ta có là 2 đúng không? 2. Ta cộng bên này là bao nhiêu cái? Không có cái nào hết, như vậy là bằng 2. Rồi ta đảo lại, ta lấy 0 bên này trước, ta cộng cho 2 bên này. Như vậy là bằng 2. Rồi ta lấy 2 ta trừ cho 2 bên này, vậy là bằng bên này là 0. Và 2 ta trừ cho 0 là bằng bên kia là 2. Bài số 3. Nối theo mẫu, 5 ta trừ 2 là bằng 3, ta nối xuống này số 3. 1 ta trừ 0 là bằng 1, ta nối xuống này số 1. Một ta cộng 3 là bằng 4, ta nối xuống đây. Bốn ta trừ cho 2 là bằng 2, nối đây. 2 trừ 2 là bằng 0, nối vào đây. Không ta cộng 5 là bằng 5, nối đây. 3 trang tiếp theo. Bài số 4. Điền dấu lớn dấu bằng hoặc là dấu bé. 3 ta cộng 2 là bằng 5, bên này 5, như vậy là bằng nhau. 4 ta cộng 1 bằng 5, bên này là số 4, như vậy là bên này lớn hơn. 5 ta trừ 5 là bằng 0, bên này là 0, là bằng nhau. 4 ta trừ 1 là bằng 3. Bên này 4, vậy là 3 bán hơn 4. Bài số 5. Chúng ta đếm bao nhiêu cái khúc gỗ này thì chúng ta ghi vào đây 1, 2, 3. 3. Này là bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bài số 6. 4 ta trừ 3 là bằng 1. 4 là chúng ta có tổng cộng là 4 con chuột bên này, được không? Như là có 3 con chuột qua bên này, vậy còn lại 1 con chuột bên này. Vậy còn lại là 4 ta trừ cho 3 là còn lại là 1 con bên này. Bài B. Nhìn hình rồi viết phép tính thích hợp. Như vậy trong này
Cái bài này để đây là người ta đã gợi ý cho mình rồi. Còn bài dưới là chúng ta có tổng cộng là 4 con trục bên này đúng không? Chúng ta trừ cho 4 con, có nghĩa là 4 con qua bên này hết, như vậy bên này chúng ta không còn con nào hết. À, bằng 0. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.